chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Trong cái video Shopee haul trước thì mọi người comment rất là nhiều request mình làm Shopee haul về áo phông rất là nhiều. Vì thế nên là yay, ngày hôm nay mình sẽ có ngay ở đây một cái video Shopee haul về áo phông. Và mình đã đặt ở đây ngày hôm nay rất là nhiều áo phông. Đây là cái bọc hàng mà ngày hôm nay mình đã order được từ Shopee. Nó thật sự rất là nặng luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ bóc luôn và sẽ có một cái giveaway đấy nè. Mọi người nhớ xem đến cuối video để xem là cái thể lệ của giveaway là gì và dinh quà, dinh những cái áo phông này về để mặc hè nhá. Ok, không dài dòng nữa, cùng bắt đầu video của mình thôi. Cái bao hàng này nó thực sự rất là nặng luôn đấy mọi người ạ. Hôm nay thì mình order tất cả mọi thứ từ một shop thôi. Đấy là shop MNH shop, áo thun tay lỗ. Mình đã mua ở cái shop này một lần rồi và cái chất áo của nó rất là ok. Nên là lần này mình lại tiếp tục đặt những cái áo ở shop này xem sao. Tại vì đợt này nó ra rất là nhiều mẫu mới. Thì đây là một cái shop yêu thích và cái đánh giá shop thì là tận 5 sao cơ. Nên là mình cũng rất là yên tâm rồi. Ok, đầu tiên mình có đặt một cái áo thun tay lỡ khủng long màu xanh lá cây. Có giá đang giảm là từ 99.000 xuống 75.000. Dạo này mình mở tủ ra và thấy ở trong tủ quần áo của mình toàn màu trắng với cả đen ý. Thế nên là ngày hôm nay mình đã order đây những cái áo nó màu sắc hơn một tí. Cái áo này thì tay áo khá là dài, chắc nó cũng phải đến gần khuỷu tay á. Cái áo này thì màu xanh lá của nó kiểu hơi ngả về xanh lá mạ ấy. Nên là nhìn khá là hay. Mặc cái áo này vào kiểu cảm giác mình thành cosplay một chú khủng long luôn đi. Trông hay ho phết. Tiếp theo thì mình có một cái áo thun mèo team unisex tay lỗ. Có giá cũng là từ 99.000 xuống còn 75.000. Thì hầu như những cái áo ở trong shop này nó cũng chỉ có giá khoảng từ 70.000 đến 80.000 thôi. Nó rất là vừa với cả túi tiền của học sinh sinh viên luôn. Có 3 màu, đấy là trắng đen với màu hồng. Thì mình thấy màu hồng nó rất là yêu nên là hôm nay mình đã chọn ở đây là phân loại màu hồng. Nói chung là mình siêu thích những thứ liên quan đến mèo. Nên là khi mà mình vừa nhìn thấy cái áo này một cái thì mình phải bấm thêm vào giỏ hàng ngay. Oh my god. Đây là mặt trước của nó, còn mặt sau thì nó sẽ nhìn này, nó sẽ có một hàng chữ ngang nhìn này. Kiểu nói chung là cũng khá là vừa phải, không bị quá to, không bị quá nhỏ mà vẫn vừa có điểm nhấn ý. Tại vì nếu mà ở đằng sau lưng không có gì thì mình cảm thấy nó hơi trống một tí. Cái áo này thì vừa xinh với tóc tôi đúng không các bác? Nhìn ở trong ảnh thì cái màu hồng nó như kiểu là baby pink ấy. Nhưng mà ở ngoài mọi người nhìn thấy không? Cái màu này nó xinh hơn này, thiên về hơi coral một tí, kiểu hơi san hô một tí ấy. Nên là nó kiểu không bị xến ý nào. Extra sự đáng yêu luôn ý. Nhân tiện mặc áo mèo cho con tôi lên sóng một tí. Ôi. Mình mặc một cái chân váy bình thường thôi. Cầm một cái túi màu hồng cho nó xến hẳn luôn. Mình còn đặt một cái áo thun màu tím nữa. Cái áo thun tay lỡ Butterfly Unisex. Có giá đang giảm là 109.000 xuống còn 75.000, rất là rẻ. Từ lúc chọn cái tóc màu hồng này thì mình chăm mặc áo màu hồng với áo màu tím hơn. Nên là mình đặt ở đây một cái áo màu tím. Cái màu tím này thì nó kiểu pastel ấy. Sờ cái chất của em áo này cũng như là cái hình in của em áo này thì có vẻ là xịn hơn mấy cái áo vừa sau một chút xíu. Mọi người có thể nhìn cái hình bướm bướm in ở trước ngực này thì nó in kiểu ẩn ẩn ấy chứ không nổi hẳn lên. Nhìn nó kiểu rất là sang xịn mịn luôn ấy. Đây bên ngực trái cũng thế, thì có những cái chữ in rất là nhỏ như thế này nhưng mà nó vẫn rất là sắc nét luôn. Kể cả những cái đường may ở cổ này mọi người thấy không? Từng cái đường may nó trông rất là xịn luôn ý. Nếu mà cầm cái em áo này trên tay thì mình không hề nghĩ là nó có giá là 75.000 luôn. Mua online như thế này thì có một cái điểm cộng, đấy là bọn mình sẽ được giảm những cái chi phí linh tinh đi rất là nhiều. Vì thế nên là mình có thể mua được một cái áo chất lượng như thế này ở trên tay. Giá của nó thì rất là rẻ thôi. Nếu mà mọi người follow mình hoặc là xem những cái video haul trước đây của mình thì biết là mình thích bướm như thế nào rồi. Nên là mình không thể bỏ qua cái em áo này được. Tiếp theo thì mình có order ở đây là một cái áo thun sọc ngang unisex. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là nó có rất là nhiều mẫu cho mọi người chọn luôn. Thì mình có chọn ở đây là cái áo sọc ngang màu vàng ấy. Cái màu nó cũng đáng yêu mà cái hình in của nó cũng siêu đáng yêu luôn. Có hai con gà đây này. Mình có cảm giác là những cái hình in đợt này của shop thì có vẻ còn xịn hơn cả cái lần trước mình mua. Mà lần trước mình mua thì mình cũng khá là ưng ý rồi ấy. Mặc cái em áo này vào chắc là sẽ ăn gian tuổi được một tí. Nhìn cứ như kiểu học sinh cấp 3 đúng không? Ok, đùa thế thôi nhưng mà cái em áo này nhìn cũng khá là summer nữa. Nên là nếu mà mọi người đang có ý định tìm những cái áo cho mùa hè thì mình nghĩ là nên mua em này nhá. Hôm nay mình siêu ưng cái em áo vàng này luôn ấy. Tại vì nhìn nó siêu nổi bật. Nhìn ở trên ảnh mình đã thấy là cái em này rất là nổi rồi. Nhưng mà khi mà cầm trên tay thì nó còn đỉnh hơn cả ảnh nữa. Cute xỉu luôn ý. Mình sẽ chuyển qua áo phông đen với cả trắng một chút nhá. Mình có ở đây là một cái áo thun Fox Cloud Monet Unisex. Có giá đang giảm là 109.000 xuống còn 75.000. Cái em áo này thì đằng trước cũng rất là đơn giản thôi. Nó có một cái hình in ở trước ngực như thế này, FOC. Điểm nhấn của cái em áo này thì là ở đằng sau cơ. Tại vì cái hình in ở đằng sau đây mọi người có thể nhìn thấy là nhìn nó rất là nghệ, rất là art.
Đây là cái texture hình y này, nó như kiểu là sơn dầu luôn ý. Nghe cái tên ở đây thì đã thấy nghệ rồi. Nhưng cái áo không đen như thế này thì không bao giờ là nhàm chán rồi đúng không? Cũng là một cái áo phông đen nữa. Đây là áo thun Hayu unisex luôn. Có giá đang giảm là từ 99.000 xuống còn 75.000. Thì mấy cái áo hôm nay mình đặt hầu như toàn là những cái áo mẫu mới của shop thôi. Nên là trông những cái hình in rất là lạ. Đây các bác nhìn đi, trông xịn không? Đây là mặt trước của nó và đây là mặt sau của nó. Nhìn như kiểu là một cái người bằng tuyết, người băng ấy. Cái áo phông này thì hình của nó rất là hợp với những cái quần bò mà sáng màu ấy. Mình có mặc ở đây một cái quần bò sáng màu. Tiếp theo thì mình có ở đây hai cái áo thun thỏ. Cả hai cái em áo thun này thì đều có giá là 75.000 thôi. Nói chung là shop MNH shop này khá là phù hợp với cả ví tiền của học sinh sinh viên ấy. Mà chất của nó thì cũng đều ok nữa. Mình thấy hầu như những cái chất này nó đều khá là giống nhau. Nó vừa lên form được rất là dày dặn như thế này mà nó cũng vừa thấm hút được mồ hôi khá là tốt nữa. Cái em áo này thì có cả màu đen với cả màu trắng. Đây mặt trước và mặt sau thì nó sẽ nhìn này. Nhưng mà mình thấy cái hình in này thì khi mà ở trên cái nền áo trắng thì nó sẽ xinh hơn một tí. Mình có một cái tip cho mọi người khi mà bí phối đồ. Ví dụ khi mà mình mặc một cái áo trắng như này mà họa tiết của nó màu có đỏ này, có xanh biển này và có tím này thì mọi người có thể chọn một trong những cái tông màu ở đây để chọn quần hoặc là chọn váy. Mặc một cái váy đỏ này hay là một cái quần bò màu xanh này thì cũng ok, chứ không nhất thiết là cứ phải mặc quần biker màu đen hay là cứ phải mặc váy màu đen như mình. Tiếp tục là một cái áo thun thỏ thì ở đây cái hình này nó sẽ nổi bật hơn, nó sẽ to hơn các bác. Ở đằng sau thì trơn không có gì cả nhưng mà ở đằng trước cái hình nó sẽ siêu to khổng lồ như này. Em áo này thì cũng là unisex thôi nên là cả nam cả nữ đều có thể mặc được. Mọi người cũng có thể mua những cái em áo này để làm áo đôi. Mọi người hay hỏi mình là cao bao nhiêu với là nặng bao nhiêu ở dưới phần comment. Thì mình cao 1m56 và nặng 48kg. Nhưng mà với những cái em áo như này mình nghĩ là khoảng 65cân đổ lại đều có thể mặc vừa hết nhá. Cái áo đen này họa tiết nó đã đủ to đủ nổi bật rồi nên là mọi người chỉ cần mặc thêm một cái chân váy đen này và đeo thêm cả túi đen như này nữa. Kể cả đen cả cây như thế này nhưng mà nhìn vẫn rất là nổi bật đúng không? Cái em áo này thì tại vì cái hình in của nó là màu trắng trên nền đen ý, thế nên là nó sẽ có một chút xíu những cái vết nhỏ li ti ở đây. Tại vì kiểu hình màu trắng in lên nền đen nên là bao giờ nó cũng sẽ có một chút xíu những cái hạn chế. Mình recommend là nếu mà mọi người mua cái em áo này thì nên chọn màu trắng, khi mà hình in này nó lên áo màu trắng thì nó sẽ xịn xò hơn. Move on đến hai chiếc áo cuối cùng mình order ở đây ngày hôm nay là hai chiếc áo rất là tâm hồn ăn uống luôn. Một cái áo thì là hình ly trà sữa và một cái thì là hình cái kem ốc quế. Nghe đã thấy hấp dẫn, nghe đã thấy mùa hè rồi đúng không? Hai cái áo này mình đặt thì đều là màu xanh cổ vịt. Bình thường mình thấy mọi người chỉ hay mặc áo màu xanh nước biển này hoặc là màu xanh lá cây đúng không? Nhưng mà cái áo này nó là màu xanh cổ vịt nên là nhìn nó rất là hay. Mọi người muốn mình bóc cái nào trước? Trà sữa hay là kem? Mình sẽ bóc trà sữa trước nhá. Ở đằng sau của nó thì sẽ không có gì đâu. Và hình in ở đằng trước thì sẽ nhìn này. Kể cả những cái chấm này hay những cái hình ngôi sao này nhìn cũng rất là rõ nét mà dù nó chỉ nhỏ nhỏ thôi ý. Tạo cho mình cái cảm giác là khi mà cầm cái áo này lên nó rất là bling bling, lấp lánh ý. Nếu mà mọi người muốn biến tấu cái áo trông nó hơi lạ lạ hơn một chút thì mọi người có thể sắn tay áo lên cũng như là đeo thêm những cái phụ kiện đơn giản như là mình đeo thêm một cái sợi dây đây này. Mình cũng có làm một cái ho về phụ kiện những cái đồ như này rồi, nếu mà mọi người chưa xem mọi người có thể click vào đây nhá. Mình thấy là cái màu này ngoài việc nó rất là lạ ra thì nó cũng rất là tôn da nữa. Mình không phải là một người da quá trắng đâu nhá, mình có khi còn đen hơn rất là nhiều bạn nam ấy. Mà khi ướm thử cái em áo này lên người nó tôn da hơn rất là nhiều. Khác với cái áo kia thì em này cả hai mặt của nó đều có hình in cả, một cái kem ở trước ngực này với cả một cái kem ở đằng sau lưng nữa. Quay xong hai cái em áo này thèm kem với cả trà sữa quá. Mình cũng không biết nói gì khác với cái em áo này cả, nhưng mà nói chung là hình in của nó thật sự là khá là xịn. Nếu mà các bác là tín đồ của kem này hay là trà sữa thì nhanh tay dinh các cái em này về nhá. Mình cũng không biết trước đâu, thì shop bảo mình là khi mà đặt 10 cái áo như thế này thì mình sẽ được tặng thêm một cái áo nữa, một cái áo bất kỳ mà mình có thể chọn. Mình sẽ để hình ở đây cho mọi người xem cái áo mình chọn nhá. Mình chọn một cái áo trắng rất là basic thôi, tại vì những cái áo kia cũng đã khá là màu mè rồi đúng không? Cái em áo mà shop tặng mình ở đây thì ở đằng trước nó có hình in ở trước ngực như thế này và ở đằng sau có hình kiểu núi này, lửa trại này, nhìn rất là kiểu healing, nhìn rất là chill đấy. Cái áo trắng này thì là cái áo trắng basic nhất của ngày hôm nay rồi nên là nó cũng không có gì để bàn cãi cả. Chất thì vừa cứng cáp vừa đủ để thấm hút mồ hôi, còn hình thì in rất là đẹp. Mọi người có thể rủ bạn bè vô cùng ý, thì khi mà đặt 10 cái bọn mình sẽ được tặng thêm một cái áo như thế này. Với cả sau khi đặt đống quần áo này thì một phát mình đã trở thành thành viên VIP của shop luôn. Và mình sẽ được nhận cái mã giảm giá 5% cho những người lần mua tiếp theo nữa. Nếu mà mọi người không rủ được bạn bè thì mọi người có thể mua lẻ tẻ dần dần ý. Thì shop cũng cộng dồn cho mọi người kiểu từng lần mua một đến khi mà được 10 cái thì mọi người sẽ up một phát lên thành viên VIP và được giảm 5% luôn. Mình còn được tặng rất là nhiều quà ở trong cái bóc hàng này nữa. Mình đã nói là cái cách phục vụ khách hàng là cái khiến mình muốn mua một shop lại
lần hai đúng không? Thì cái shop này nó rất là tận tình luôn ý. Ở đây shop có tặng mình rất là nhiều dây chun buộc tóc xinh xẻo này, có cả gương với cả rất là nhiều túi thơm nữa. Và đây là một cái gói thấm mồ hôi. Và mình có hỏi shop thì shop bảo là đây là một cái phần quà mới, chỉ cần mua 3 cái áo là đã được tặng cái em dây thấm mồ hôi này rồi. Mình có cảm giác là mình đang mua ở một cái shop rất là xịn sò thì mới có những cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng áo này, hay là những cái tờ tích điểm như này. Từ bây giờ mình sẽ được giảm giá tận 5% cho tất cả những cái lần mua tiếp theo. Yay, và đó là tất cả cái Shopee haul ngày hôm nay. Và đây là cái đống quần áo mình rất là ưng ý và muốn recommend cho mọi người. Như đã nói ở đầu video thì hôm nay mình sẽ có một cái giveaway, đó là 10 cái áo phông của ngày hôm nay. Như bình thường thì thể lệ rất là đơn giản thôi. Nếu mà mọi người chưa subscribe kênh mình thì nhớ subscribe kênh mình ở đâu đấy dưới đây. Tiếp theo thì nhớ xuống dưới comment một cái áo mà mọi người thích, kèm theo là Instagram của mọi người để mình có thể liên hệ với mọi người khi mà mọi người trúng giveaway. Cuối cùng thì follow Insta của mình để chờ kết quả thôi. Mình nghĩ là cái video này cũng phải khá là dài rồi đấy, mình sẽ kết thúc nó ở đây thôi. Hẹn mọi người trong video lần sau sớm thôi. Bye bye.